Quý khách hàng đang tìm nhà diện tích rộng gần với trường Đại học Sư phạm Thể dục Thể thao thì đừng bỏ lỡ ngôi nhà này. Xin chào tất cả mọi người, chào mừng mọi người đã quay trở lại với kênh của Nhà tốt, Nhà đất giá rẻ Hà Nội. Trong video này, Ngọc Anh sẽ quay dự án hai căn nhà ngay gần với lại trường Đại học Sư phạm Thể dục Thể thao Chương Mỹ và với cái diện tích nhà 45m², thiết kế và xây dựng là 3 tầng, ngõ trước nhà thực tế khoảng tầm được 2,5m, cách với lại đường ô tô đi lại chỉ 50m. Và với thiết kế của ngôi nhà như thế nào thì mời mọi người đừng rời mắt khỏi video. Hướng nhà là hướng đông bắc, thiết kế của ngôi nhà 3 tầng xây mới sổ đỏ riêng biệt, hai căn đã bán một và chỉ còn một căn. Với căn nhà này thì phần cửa chính thiết kế cho quý vị hai lớp cửa, bên ngoài là cửa sắt sơn tĩnh điện, bên trong là cửa nhôm hệ Việt Pháp, và ngoài cái cửa chính thì bên cạnh còn một cửa phụ nữa. Mặt tiền của ngôi nhà 4m, hơn 4m. Thiết kế của ngôi nhà ra sao ạ? Tầng 1, Ngọc Anh đang đứng ở đây là phần phòng khách, phòng bếp, một phòng để vệ sinh. Và thiết kế của ngôi nhà đã hoàn thiện xong hết. Theo đúng như hiện trạng, quý vị chỉ việc dọn đồ về và ở được ngay, sổ đỏ chuẩn chỉnh trao tay, có hỗ trợ vay vốn ngân hàng với quý vị có nhu cầu. Và ngôi nhà này thì quý vị có thể trả trước khoảng tầm 600 triệu tiền mặt. Phần còn lại, ngân hàng sẽ hỗ trợ quý vị vay trong vòng thời gian dài nhất, tối đa 30 năm, tối thiểu là 3 năm với những lãi suất cực kỳ ưu đãi. Tại thời điểm hiện tại chỉ có 6 đến 6,5% thôi thưa quý vị. Và toàn bộ hệ thống trần thạch cao, đèn led chiếu sáng, tiết kiệm điện, thiết bị vệ sinh, rồi là mọi cái chủ nhà đều bàn giao cho quý vị theo như hiện trạng. Gạch lát nến kích thước gạch 60-60 vân đá. Phòng bếp vô cùng thoáng, rộng. Với phần không gian phòng bếp đây mọi người ơi, với một căn nhà diện tích rộng cho nên vào trong không gian nhà nó khác hoàn toàn với những căn nhà chỉ có 30-31m. Đó. Và đây là phòng bếp. Với phần tủ bếp thiết kế gỗ MDF cho quý vị, thiết kế và độ bền của nó tầm 10 đến 12 năm. Đồng thời xung quanh bếp thì là ốp gạch cho quý vị, và mặt bếp thì ốp đá granite, phụ kiện chất liệu inox 304. Giá bán ngôi nhà chỉ hơn 2 tỷ một chút xíu thôi. Và với cái vị trí ngôi nhà này cách với 500m là ra tới trường Đại học Sư phạm Thể dục Thể thao. Xung quanh ngập tràn tiện ích, chợ dân sinh, trường mầm non, trường tiểu học cấp 1, cấp 2. Gần với trục đường quốc lộ 6 mở rộng, sắp tới ra tới 4 làn đường, thuận tiện cho quý vị đi làm ở Chương Mỹ, quý vị đi làm ở Hà Đông, hoặc là quý vị có thể đi làm theo tuyến đường sắt trên cao Cát Linh, đi làm ở trên Nguyễn Trãi, Thanh Xuân. Giá rẻ, hợp lý, diện tích rộng. Tầng 1 thiết kế thêm cho quý vị một phòng vệ sinh sử dụng ở phía dưới tầng 1, đầy đủ bồn cầu, vòi xịt, vòi rửa, máy bơm nước lên trên 3 tầng sử dụng của ngôi nhà. Tay vịn cầu thang từ tầng 1 cho tới lên tầng 3 đây thưa quý vị, thiết kế toàn bộ là gỗ mọi người ạ. Ngăn cách cầu thang cửa chính đây, phòng khách thì chủ nhà cũng lắp thêm cho quý vị một vách CNC. Ngôi nhà thiết kế rộng, rất là nhiều quý khách hàng thích. Ở đây thì chỉ có 2 căn và đã bán một, chỉ còn một căn. Với căn nhà này thì không phải nằm trên mặt ngõ thông, tuy nhiên nó rất là gần với đường ô tô mọi người ạ. Mời quý vị theo em lên khám phá tầng 2 của ngôi nhà. Và tầng 2 của ngôi nhà thiết kế công năng sử dụng cho quý vị như sau. Tầng 2 thiết kế 2 phòng ngủ thoáng trước, thoáng sau. Đây là phần phòng ngủ đầu tiên. Với phần phòng ngủ đầu tiên, vuông vắn, rộng rãi, thoáng. Tất cả các gạch lát nền từ phía dưới tầng 1 cho tới lên tầng 3 đều thiết kế là gạch vân đá kích thước 60-60. Và với hệ thống trần thạch cao, đèn led lắp đặt trong các phòng. Tất cả các cửa thông phòng thiết kế là cửa nhôm hệ Việt Pháp. Đây là phần phòng ngủ hướng ra phía bên ngoài. Rộng, thoáng, hướng nhà là hướng đông bắc nha quý vị. Với căn nhà hướng đông bắc, mùa đông cũng rất là ấm và mùa hè thì tương đối là mát. Và với thiết kế hợp lý, phòng nào cũng rộng, phòng nào cũng vuông, cửa sổ thông thoáng, ánh sáng tự nhiên, nằm ở trong khu dân cư đông đúc, rồi là chỉ có hai nhà sử dụng, rất là ok, yên tĩnh mọi người nha. Đây là phần tầng 2, phòng vệ sinh thiết kế ở phía bên ngoài. Phần phòng vệ sinh thiết kế cho quý vị đầy đủ công năng cho một hộ gia đình sử dụng theo từng tầng.
Và mời quý vị theo em lên tầng 3 của ngôi nhà. Và trên phía tầng 3 của ngôi nhà, thiết kế công năng sử dụng cho quý vị tương đối là hợp lý với một ngôi nhà diện tích rộng. Thiết kế làm sao cho vẫn đủ thiết kế công năng cũng như là cái phần sử dụng của ngôi nhà. Trên phía tầng 3 thiết kế cho quý vị một phòng ngủ vô cùng rộng nữa. Tầng 2 thiết kế hai phòng ngủ rộng. Tầng 3 thiết kế một phòng ngủ rộng, một phòng vệ sinh ở phía bên ngoài, một phòng thờ và một sân phơi. Tận dụng tối ưu công năng sử dụng. Đây là phần phòng vệ sinh ở phần tầng 3 nha mọi người. Tầng 1, tầng 2, tầng 3 đều có phòng vệ sinh đáp ứng công năng sử dụng theo từng tầng. Và ở bên này là chủ nhà thiết kế phòng thờ. Hoặc nếu như quý vị nào mà để phòng thờ mà vẫn có thể sử dụng làm phòng ngủ tùy mục đích công năng sử dụng của mỗi một hộ gia đình. Bởi vì như Ngọc Ánh biết ấy, thì một số nhà đi đạo Thiên Chúa giáo thì chủ nhà sẽ để ban thờ ở dưới phiền tầng 1. Còn ở trên này thì vẫn tận dụng được thêm phòng ngủ nữa. Phần còn lại sân phơi. Và đây là phần sân phơi của ngôi nhà, thoáng, rộng, đầy đủ công năng. Đây là phần sân phơi của ngôi nhà, tương đối rộng và thoáng. Quý vị muốn tìm hiểu, biết thêm thông tin, chi tiết cụ thể, vui lòng liên hệ trực tiếp với lại Ngọc Ánh, nhà tốt để có thể đi xem, khám phá từng ngôi nhà cũng như chốt được căn nhà ưng ý nhất nha. Xin chào và hẹn gặp lại quý vị ở những video tiếp theo.